ngày hôm qua ba của mình mang cho mình ba quả bưởi. 1, 2, 3. Thực sự ra là mình không có cái ý định là quay video đâu, nhưng mà tự vì á, mình đang nghĩ cái cách mà xoay mũi của mình á, cái cách gọt mũi của mình nó quá là đỉnh chứ, cho nên á, là mình sẽ quay cái video này. À, dữ là mình sẽ một ăn một mình hết cái chai bưởi này từ bây giờ cho đến trưa. Các bạn thấy cái cách mình lột nó rất là đơn giản ha. Mình sau khi mình gọt cái quả màu xanh, cái phần màu xanh đi rồi á, thì mình cắt đôi trái bưởi và mình cứ lột từng múi ra như vậy thôi, rất là gọn gàng, nhanh gọn lẹ. Chưa ăn bưởi là một cái công việc mà tốn rất là nhiều kỳ công các bạn, cho nên đa phần đó là người ta thích ăn thôi, chứ kêu mà gọt á thì ai cũng lười hết. Thì đang có rất là nhiều thời gian, với lại nếu mà ba mình cho một bưởi thì mình không có phải tốn tiền mua cam. Trời ơi, một ký cam một lần mua không thể mua một ký với bạn, mình cũng mua 4 ký, mà mua 3-4 ký thì để thì sợ nó hư đấy, cho nên khi nào mà ba mình cho mình bưởi thì mình sẽ không phải mua cam. Công nhận có những cái lúc thì mình không biết quay cái gì để đưa lên trên YouTube, còn có những lúc thì một ngày chắc mình úp 30 cái video lên YouTube. Úp riết mà chắc là anh chị bạn bè ai mà quen thân với mình á, chắc hát mình úp chắc cũng mệt mỏi với mình. Nhưng mà mọi người ơi, mình á làm YouTube là mình phải nghĩ cho cái lực lượng khán giả ở phía bên ngoài gia đình của anh em tụi mình. Bởi vậy anh chị em nào mà bận á, mà lâu lâu cả tháng thăm một lần em cũng chịu nữa. Còn em mà lỡ mà có bận á, mà cả tháng cũng gặp mấy anh chị một lần, mấy anh chị cũng đừng có giận em. Giờ một cái đầu tiên đó, giờ tới cái thứ hai. Giờ mình sẽ cho các bạn coi mình cắt như thế nào nha. Đầu tiên á là mình cắt như vậy. Đấy. Rồi như vậy. Cái dao của mình nó cùn lắm rồi các bạn ơi, dao mình nó cùn lắm rồi mọi người ơi. Đó, mình cứ cắt ra như vậy. Chứ mình không thích cắt bưởi mà tách theo muốn múi đâu mấy bạn, mất thời gian quá. Thực sự ra cái này là mình cũng coi trên mạng chứ đâu phải tự nhiên mình biết. Đó, cái cắt ra như vậy, xong rồi cái lột sơ sơ ra cho nó mỏng vỏ bớt đi. Cắt như vậy á mấy bạn biết hả, 3 nốt nhạc thôi là có những cái tép bưởi ngon lành để ăn. Cái này mình cắt nó hơi bị lâu là do cái dao của mình nó cùn, rồi cái bưởi này nó héo ha, cho nên nó mới không có ngọt, cắt không nó có được ngọt. Đấy, vậy thôi. Giờ cái mình cắt đôi ra, cắt đôi ra, rồi lại cắt như vậy để tách ra. Dễ ợ mà. Cắt như vậy á, ví dụ như vô bàn tiệc á mà có bưởi á, thì mình cắt sẽ nhanh hơn, xẹt xẹt vài cái là cả bàn sẽ có bưởi ăn. Xong cái mình lại cắt cái phần cuốn đi, cắt hơi sâu sâu một tí, cắt hơi sâu sâu một tí. Quảng cáo nè, quảng cáo miết à, là trái này nó có hột à, trái này hơi bị nhiều hột. Rồi xong cái mình tách cái vỏ lụa ra, rồi mình lại tách cái phần thịt bưởi. Hả? Vậy thôi à, nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ. Đấy. Giờ từ khi mà mình biết cái cách cắt bưởi này cũng khoảng 2 tháng nay đó các bạn. Mình không có làm biếng ăn bưởi. Chứ lúc trước thì nói thiệt, chứ mỗi lần ba mình cho mình bưởi mình cũng hơi làm biếng ăn. Tại cắt theo cách cũ á, phải tách ra rồi tách cho hình cái bông hoa, trời ơi nó mất thời gian dễ sợ, mà mình lại không có biết cách tách mà cho nó dễ dàng. Cho đến một ngày mình coi trên Facebook á, mấy cái video clip ngắn á, đã chỉ cái thấy là giờ mình làm xuyên cắt bưởi lắm. Đấy, rất là làm xuyên.
Đó, dự định là cắt một trái thôi, cái cắt phần nửa cái mới có ý định đó là chia sẻ cái cách cắt này. Giờ đâm ra thành hai trái, ăn biết chừng nào mới xong. Lâu lâu ăn cái bữa thì nó còn tốt nữa bạn, chứ ăn liên tục thì cũng đâu có tốt đâu. Cái gì cũng vậy á, cái gì á nó vừa phải thôi thì nó tốt, chứ nó quá là cái thành nó ô về. Mà chắc mình lấy cái bọc ni lông để mình chùm lại, mình chùm cái phần này lại để qua ngày mai rồi có gì mình ăn tiếp. Chứ từ giờ tới chiều mà ăn hết cái phần tô bữa này chắc cũng ứ hự chứ không ít đâu. Giờ miếng này nó lỡ nó chóc ra mình cắt thôi. Đơn giản thôi, mình ngừng video đây nha. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thư Ba Vuông chia sẻ cách gọt bưởi nhanh gọn lẹ ha. Bây giờ thì mình tắt cái miếng cuối cùng rồi xong rồi mình bò lại, mình tắt cái máy quay đây. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye, mấy mèo ăn bưởi.